Hey, you can open up to me, show me what's inside. Mother Nature made us to intertwine. Lavender elixir, so full of pheromones. Give me one taste and you're gone. Hello. Bây giờ tụi mình sẽ đi không sao để cái triển lãm ở Bình Thạnh, nhưng mà mình cũng không biết nó dễ gì nữa, nhưng mà nó đẹp lắm. Xíu mình tới mình sẽ quay cho mọi người xem nha. Chị đi đi. Mình mặc cái áo sơ mi ở đâu mình không biết. Cái áo này của chị Hoàng Cát Linh, cái quần của Thục Anh. Áo của chị Hoàng Cát Linh, áo của Mama Rose, với lại cái váy mình mình gây khiếp. Đây là cái áo của Nhật Hạ. Đây là cái áo của Nhật Hạ. Là cái quần của này bữa đây. Đây là tất cả là đồ của mình. Trời ơi, 60m mà nó kêu xe. Xe mà. Đúng không vậy? Tụi mình bị thả ở ngoài đường, giờ tụi mình phải đi bộ và xông xao. Đây là bên này. Trời ơi, có biết coi máy không? Nắng quá mọi người ơi. Tụi mình nhóc theo ba lô quá. Không? Nhìn Hàn Quốc vậy mà mày nói vậy. Ủa rửa cái lô ta. Ờ đúng rồi á. Thôi mày cũng hạt luôn, nó sẽ giống như là tụi học sinh tiểu học đang đi thăm thú cả công chí viên của mày. Hồi đó nó mặc cái đồng phục mà xinh dương xinh. Get you out of my thoughts. What am my seasons? Don't change. What if you forget to forget me not in your face? So divine, baby, you're the best part of my life. Mình gọi một cái bánh mì chảo, một lemon, mấy cái xiên que, với lại mình gọi gì vậy? Nước dưa hấu. Tao gọi chảo lòng, với lại mắc gì đâu. Tụi mình đến giờ họ online rồi nhưng mà tụi mình chưa ăn nữa. What if I can't get you out of my thoughts? What if my seasons don't change? What if you love me then you love me not and we fade away? Món này ngon lắm mọi người, món nào cũng ngon hết. Mọi người tới nhớ gọi bánh mì chảo nha. Với lại cái macchiato này nè, ngon lắm. Đừng có gọi cái dưa hấu nha. Ngon. Ngon nhưng mà không muốn hết là sao? Còn ăn ở đây cái nào? Thường mướn, cái nào cũng ngon hết. Ăn này đi, ăn này đi mọi người, ăn này đi. Nhớ ăn cái này nha, xuất sắc xuất sắc. Tụi mình hài quá. Falling down, chime and buzz, yeah, let's be.
chịu em. Không biết anh có lắng nghe những lời em viết, cho nỗi nhớ anh chưa khôn chết. Khi thấy tiết trời anh có muốn ôm em ngủ bình yên, nhưng thôi biết sao đây, anh xa nỗi nhớ vào vậy. Chờ em chỉ muốn ước vào đêm giáng sinh, vương vấn nơi mưa hôn thật mềm, say gắt theo đốt nhạc em đã trôi em. Vào đêm giáng sinh, nếu anh thiếu anh cạnh bên, giáng sinh chẳng giống giáng sinh, chỉ có em một mình. Đừng có phun tay. Ta phải cầm phơm là được. Bên em mày nhìn đi, em mày nhìn đi. Bây giờ cầm xíu xíu lên vlog có mặt 750 tỷ. Dạ. Mặt thì ai làm sao được đó? Nếu không thấy mặt thì ai làm? Không được, tại vì thoải mái. Telekina. Itadakimasu. Ok. Hello. Một, hai, ba. Ngược rồi. Ok. Đây ạ. Hai, ba. Itadakimasu. Hiếu rồi, hiếu ôm nhau lẹ không ôm nhau đi. Tên gì vậy bạn? Đây là Yoda đó. Yoda hả? Thế là bạn Yoda. Yoda trời, nó cao sắp bằng tao. Ui trời ơi, trời ơi. Để tao lên đầu thôi. Hiếu ơi, chào nhé, ôm đi. Love you, ôm đi. Ôm. Nó đòi ôm tao hoài nè. Vậy thôi mình hôn nhau được rồi. Đồ tóc gì đẹp á. Đẹp đó, đẹp đó. Nhé. Vào đêm Giáng sinh, vương vấn nơi mưa hôn thật mềm, say ngất theo nốt nhạc em thả trôi em. No. Và anh nói với ông Santa, yeah, là ông ở đâu có năm qua, yeah yeah. Bởi vì là cháu của ông Santa, yeah yeah, nên anh mới có em làm phần quà, oh. Vậy biết em không ở đây, no. Chẳng còn có em trong vòng tay, no. Nhưng anh vẫn muốn em nghe được giai điệu này. Giờ anh không muốn thấy em đi cùng với cả một người. Anh biết anh vô tâm, bây giờ thêm cả tận lưỡi. Cái này em vẫn kiss vì đôi môi em ngọt ngào. Những cái mà chìm sâu, có lẽ anh đã lọt vào. Và tiếng em trong trái tim, cả về anh đang cần gì. Mũi nước mắt của em ở trong gió thầm thì. À để baby anh ở đây, nếu em có cần gì. Để làm kiếm đồng hồ chậm đi. Baby em đừng sẽ tìm anh còn phải, yeah. Em mạnh mẽ như fighter. Em có đứng kế anh khi I'm at my worst. Họ là bỏ anh đi chút giữ khắp thế gian. Em không muốn là em được yêu. Em được yêu. Feel nhiều hơn. Vì em xứng đáng được vậy mà baby girl. But can you feel my love? Baby I'm born in the sea. Buy your diamond ring. Yeah. Vương vấn nói mưa hôn thật đêm, say ngất theo đốt nhạc em thả trôi em. Vào đêm giáng sinh, thiếu anh cạnh bên. Giáng sinh chẳng giống giáng sinh, chỉ có em một mình. Mình luôn.
phụ nữ tặng ta. Party hop, mistletoe hung where you can see every couple tries to stop. Rocking around the Christmas tree, let the Christmas spirit ring. Later we'll have some pumpkin pie and we'll do some caroling. You will get a sentimental feeling when you hear. But also party, rocking around the Christmas tree, have a happy holiday. Everyone dancing merrily in the new old-fashioned way. Không bao giờ lớn. Wow. Ngầu không? Đồ. Giao tay vô cực. Bao nhiêu vậy? Tén đi. 3 triệu. 3 triệu. Rồi đấy giống tao, rồi đấy khác đi. Ừ, đố vui. 3 triệu hay quá. Đúng. 3 triệu thôi. 3 triệu. Ở đủ cái này áo nè. Mày nêu cảm nghĩ đi. Hồi nãy chụp vui không? Vui có chị kia xinh. Thấy cái mặt béo rồi xinh. Ờ. Xinh mà. Tại chị nó chụp siêu thôi. À, chụp siêu lại cái đường bị. Trời ghê quá, cắt khúc này ra. Mình sẽ ăn Coco. Focus please. Địa chỉ đang ở thôi không nói đâu. Thôi đừng nói biết. Mình đâu chơi quá mọi người ơi. Trời ơi, đây. Tụi mình chụp 2 tiếng đồng hồ lận. Yêu. Kiểu rất nhiều đúng không? Kiểu mình đẹp tự nhiên á mọi người, kiểu. Trời ơi. Fenty Beauty tài trợ chương trình này. Xin đôi nhé. Nhưng mà tụi mình không chỉ có một cây. Tụi mình có. Mình hô biến đi, tụi mình có. Oh my god. Cái gì vậy? Trời. Mày có phúc hả? Focus. Hay quá mày ơi. Mùi khô quá, lẹ đi. Thì kiểu, thì sở thích của mọi người á. Mọi người thích màu hồng á thì mọi người mua Pepsi đó. Beauty blogger, mua cái thẻ lên thư. Cái này nó hồng nè, còn cái này nó kem. Kiểu nó muốn đánh đi chơi bình thường á, mình được cái hai. Mình sẽ xuất lên môi cái màu.
màu hồng này. Để mình thử mua kem. Để anh chung lúc đi. Rồi sao thì cái đi ăn cái đánh phần. Nè anh ơi, kem thêm một ly kem. Một đá. Thôi khỏi. Cái gì đi ăn cái đánh phần vậy mày? Nó dính vô tóc tèo. Cái đó tầng mấy vậy? Cái chỗ mua đồ á. Lát đi đi, lát đi đi. Lát đi về. À tôi nhớ rồi, nó tên là X. Còn lát nữa. Hai chồng, còn lát nữa. Nó đẹp không? Mọi người nhìn ở đây mọi người chỉ thấy 4 người thôi, nhưng mà thật ra là tụi mình đi 7 người lận. Ở đây làm cái gì vậy? Ở đây bàn chuyện đàn ông hả? Ừ, đang xem soi chim á. Christmas tree at the Christmas party hop. Mistletoe hung where you can see. Every couple tries to stop. Rocking around the Christmas tree. Let the Christmas spirit ring. Later we'll have some pumpkin pie and we'll do some caroling. You will get a sentimental feeling when you hear voices singing, let's be jolly, deck the halls with boughs of holly, rocking around the Christmas tree, have a happy holiday. Everyone dancing merrily in the new old-fashioned way. Jingle bell chime and jingle bell.
ngán ngẩm á, xong rồi á ngán ngẩm luôn, không thể nào lớp mầm cấp ba không thể nào, xong rồi mình đập tay mình sẽ lên chiếc cho nhau chúi để lại nha. Thôi nãy giờ là đủ hài rồi, nãy giờ là đủ hài rồi, nghiêm túc lại đi nè, gửi giữ đây, giữ đây. Tao còn chị á, không thể nào tao cũng vậy. Đúng rồi, chị sẽ chuyển nó vậy thiệt á, thôi tin được. Mọi người ơi, mình hối hận quá. Nên là em mình không nên dán cái lông mì đó. Mình bị ứng này mọi người. Ghê lắm. Đã yêu còn ra gió nữa. Mà đang đủ quá chút xíu rồi, tiếng mình ngứa. Mở nhạc Giáng sinh đi. Nhạc Giáng sinh sao nhảy được. Thôi, mở nhạc Giáng sinh đi. Giờ giấy đi ngủ không tẩy trang. Thật mẹ chuyên gia, chuyên gia luôn, lần nào cũng vậy. Mình tỉnh dậy như thế này kiểu mình tự nhiên á, kiểu nhiên. Mình chả làm gì cả, mình chỉ kẻ mắt thôi. Mình chỉ qua một xíu phút mắt là mình làm nối cái mi hơi dài xíu thôi. Mình chỉ highlight một xíu chỗ mũi thôi mà. Mình chỉ làm cho nó phát sáng xíu thôi. Dùng từ ngữ là, gì á? Mình nó là cái dừa vậy. Cái dừa. Trời ơi.